Nghệ sĩ Lê Thế Tục sinh năm 1930 và mất năm 2017. Ông là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là nhà giáo, phó hiệu trưởng trường chính trị quân khu 2. Ông cũng là một diễn viên điện ảnh nghiệp dư, nổi tiếng với vai diễn tướng về hưu Lê Sâm trong bộ phim Chuyện đời thường, và là một trong số ít người vẽ tranh về Hồ Chí Minh bằng máy đánh chữ cổ. Năm 17 tuổi, ông nhập ngũ làm văn thư của huyện đội dân quân du kích ở tỉnh Phú Thọ. Sau đó công tác tại Ban Địch Vận, Phòng Chính trị Đại đoàn 308, Cục Quân lực vào năm 1952. Năm 1983, ông về hưu với quân hàm đại tá. Năm 1996, ông thủ vai tướng Lê Sâm trong bộ phim Chuyện đời thường, được nhiều khán giả biết đến và trở thành diễn viên nghiệp dư từ đây. Về thành tích, ông đạt được huân chương quân công hạng 2, chiến công hạng 3. Ông mất vào năm 2017 tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Nghệ sĩ ưu tú Khôi Nguyên sinh năm 1943. Ông bén duyên với cải lương từ năm 16 tuổi. Ông là nghệ sĩ trực thuộc nhà hát cải lương Trung ương, nay là nhà hát cải lương Việt Nam. Ông tham gia nhiều vở diễn như Sứ giả của tình yêu, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sứ mẹ. Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2000, ở tuổi 57, ông bắt đầu đến với phim truyền hình sau khi tham gia các phim như Chạy án, Bí thư tỉnh ủy, Bác cả người sung sướng, Tình yêu không hẹn trước. Ông công tác ở nhà hát một thời gian, sau đó nghệ sĩ chuyển sang công tác quản lý. Ông có thời gian 4 năm đi giảng dạy tại Khoa kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Khôi Nguyên đã ra đi thanh thản bên vợ và con cháu vì căn bệnh ung thư tụy. Ông chút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2020, hưởng thọ 77 tuổi.